Xin kính chào quý vị. Thì hôm nay Thành Bổn đang ở đình Thắng Mỹ ở châu Á nha quý vị. Thì ngôi đình này thì nghe cô bác kể rất là linh thiêng. Thì hiện tại đây là buổi tối tại đình Thành Thắng Mỹ. Thưa quý cô bác, thì hôm nay là ngày phụ của đình Thành Thắng Mỹ. Thì mọi người đến đây thì nói chung cũng là rất là nhộn nhịp. Thì ngày mai thì là ngày cảnh sắc. Thì từ trước giờ mình chưa biết cảnh sắc đình Thắng Mỹ như thế nào. Thì giờ quý cô bác cùng đón xem thông tin mới nhất như quý cô bác. Thì đây là lần đầu tiên mình đến với đình Thắng Mỹ. Thì nếu như quý cô bác nào có từng đến đây cũng như là biết về đình Thắng Mỹ đó, thì mời cô bác cũng trang chế cho Thành Bổn, thì cũng như là quý cô bác bình luận ở phía dưới để cho mọi người biết nhiều thêm về đình Thắng Mỹ nha quý vị. Thì bây giờ mình vào trong nha quý vị. Hai bên có hai ông hổ nè, bên đây một ông. Giờ bên đây một ông nha quý vị. Thì đối với các ngày lễ thì ở đâu cũng vậy, thì ở đây những diện những người tên mua bán ở đây rất là đông, có bán đồ ăn rồi bán thú, những con thú bông bóng rồi thú nhà bông cũng có, bán cá lia thia những gì kìa, con cá màu kìa. Rồi bán quần áo nữa. Thì hôm nay chỉ là ngày phụ cũng mới vừa bước vào lễ thôi, ngày mai là chánh lễ là chính sắc. Thì cũng mời quý cô bác theo dõi kênh của Thành Bổn để cùng biết về chính sắc đình Thắng Mỹ như thế nào nha quý vị. Thì hình như hôm nay chỉ mới là tập hợp cũng như là những khu vui chơi, những trò chơi đổi thưởng, tôi chưa có bước vào cung lễ nha quý vị. Ê, có gian hàng đồ ăn đây. Bán quần áo rồi bán trái cây, bán đồ chơi của em bé như vậy. Ở bên đây có đồ chơi gì đây, này đu quay nè, có nhà hơi nữa. Thì Thành Bổn cũng xin khuyến cáo với cô bác nào như là có thường đi lễ ở những nơi đông người, thì chúng ta nên cắt giữ tài sản cho cẩn thận, tránh để những kẻ gian người ta lợi dụng lúc đông người người ta lấy nha quý vị. Thì mình cũng thường đi những cái lễ rất là đông người thì cũng đã chứng kiến được rất là nhiều cảnh như là bị mất đồ, rất là xót nha quý vị. Thì hôm nay là lần đầu tiên mình đến với đình Thành Thắng Mỹ. Thì nếu có những chỗ nào sai sót như là thiếu sót thì cũng xin mong với cô bác một tiếng tin. Thì hôm nay chắc có thể mình đi vòng vòng ở ngoài thôi nha quý vị ơi, chứ như là không có vào được bên trong cái gì đó, không biết có quay được bên trong hay không nữa. Thấy bên trong rất là rộng nữa quý vị, không có quay được hay không, tại vì đây là lần đầu tiên mình đi quay đình Thành. Ừ.
mình thấy hôm nay là mọi người chỉ đi vòng vòng ở ngoài thôi quý vị ơi, thì giống như đến đây vui chơi thôi chứ hình như là bên trong mình không có thấy lại cúng kiến gì hết. Chắc ngày mai là tỉnh sắc thì mới cúng. Ở phía trong này là cũng có bán đồ nữa, bán đồ rồi bên đó có nhà hơi rồi chỗ vui chơi dành cho các em nè quý vị. Thì hiện tại mình đang bước vào bên trong đình thành Thác Mỹ nha quý vị. Nơi đây rất là trang nghiêm, rất là đẹp. Chú ơi. Dạ, dạ chào chú. Dạ chú, thưa chú là hôm nay là lễ mình là lễ chánh hay là lễ phụ vậy chú? Lễ chánh nhưng mà ngày mai. Dạ ngày mai ha. Hôm nay mình chỉ là tạm thời là vấn đề đến để mà lo chuẩn bị thôi. Dạ chuẩn bị. Ngày mai là mình mới đi xin sắc. Dạ. Ngày mai là cái thỉnh. Dạ. Rồi cái thỉnh cái ngày đó là tới ngày 19 đó, tức là ngày mai 19 đó. 20, 21 đó là cái gì là ba ngày chánh á, ngày chánh á, ngày chánh á. Dạ thưa chú, thì con cũng là lần đầu tiên đến Thánh Mỹ, con cũng mong chú là chị sẽ lấy lời cho con cô bác ở trong và ngoài nước là xa gần đến Thánh Mỹ này, như là cái nghi lễ như thế nào hả chú? Thì cái nghi lễ thì nó đúng hơn thì mỗi một nơi đều có một cái nghi lễ nó khác. Dạ. Nhưng mà riêng gia đình Thánh Mỹ thì nó gồm có là những cái nghi lễ chính. Là thứ nhất cái là thi sắc, thi sắc rồi khi mà về gia đình đi ra rồi về đình ăn vậy là khoảng hai giờ đó, rồi bắt đầu là chiều lại là khoảng hai giờ là cúng thần nông, rồi qua hai giờ là khoảng 2:15 2:15 gì đó là cúng thần linh. Từ khu sân in rồi là đến 2 giờ khuya, đến mười hai giờ khuya ngày 19 và 20 đó là cúng tôi biết, rồi xây chầu hát đại bội đó, rồi qua cái ngày sau là cúng vào sau là khoảng ngày bữa ngày 21 á là cúng tế. Yeah. Như vậy là nó gồm trong đó là ba cái lễ chính. Ba ngày. Sơ ginh, chúc quyết, tinh tế, đó là ba cái lễ chính. Theo như con không có được biết rằng là mình tính sắc là sao chứ? Tính sắc là cái là mình cái gì mình nói về cái sắc này thì đã có từ cái thời kỳ vua từ Đức năm thứ năm đó. Đã cấp cho cái sắc. Như vậy thì cái sắc này tính ra rồi năm 1852 tính đến nay là 100 mấy năm. Đây là cái sắc photo. Dạ, đây là sắc, giống như này là chú thể giới thiệu cho con nét về sắc này được không hả chú? Cái vấn đề bây giờ nhớ không hết được. Vì cái sắc thì trong này rồi từ xưa tới giờ là vậy. Dạ. Nhưng mà trong đó thì tôi chỉ nhớ được một đoạn đầu là Tự Đức Ngũ Niên. Dạ. Tức là Tự Đức năm thứ năm. Dạ. Là phong cái sắc. Dạ. Dầm ngày 25 tháng 1 là rồi ba cái sắc đó đó. Dạ. Trong cái sắc đó thì cũng kể lại về cái phong chức cho cái vị thần vậy đó. Dạ. Chứ cái đây thì lại thuộc về sắc này thì lại là thành và sắc thì chắc chỉ thành và bốn cảnh. Dạ. Chứ không phải là những nơi khác mà vị thần có tên. Dạ. Nó khác biệt chỗ đó, bởi vì đây là thời kỳ vua từ Đức Phong. Dạ. Mà trong các tất cả các hình khác cũng là thời kỳ đó thì cũng vua từ Đức Phong nhiều lắm. Tới đây thì nó là còn được tồn tại cái sắc giữ được tới giờ này là 150 mấy năm rồi. Dạ. Sắc vẫn còn nguyên, vẫn đẹp. Dạ. Cái
cái này là cái xác photo à, dạ, xác photo là, thôi photo là, còn cái xác cũ kia còn nằm trong cái hộp ấn á. Dạ, hộp ấn đó. Vậy là hộp ấn mình ấn như vậy là mình có thường mình lấy ra gây ra không? Cái đó là không có quyền mình lấy. À. À, nếu trường hợp mà muốn cái quy định đó là 5 năm mới đem ra phơi lần. À, dạ, nghĩa là mình để trong một cái hộp mình tắt á. Dạ. À, rồi 5 năm mình như vậy là mình đem lễ vật là như là hàng quay gì đó. Dạ. Rồi trong ban tự họp lại rồi mới khui cắt ra rồi phơi rồi cúng. Dạ. Dạ, như là chú làm việc gì trong đình này vậy? Tôi thì báo chú là tên của tôi là Trần Trung Khiêm. Dạ. Hưng hưng cả đình của đình. Dạ. Dạ. Chú ở đây lâu đây chú. Tôi ở đây hồi đó hồi nhỏ tới lớn nha. Hồi nhỏ tới lớn luôn. Tôi chắc gần 70 rồi chú. Tôi năm nay là 78 rồi. 78 rồi, gần 80 rồi. Tôi phục vụ cho cái đình này tính ra là 55 năm rồi đó. 55 năm. Dạ. Có thể là đình này chắc đã có trước xa xưa lắm chứ. Lâu lắm rồi, có nghĩa là từ năm 1855 thì dạ. Là cái đình này đã có rồi. Đã có rồi. À, như dạ. Thì theo như là chứ từ lúc mà chú phục vụ như là mình làm việc trong đình thì chú có thấy cái sự đinh nắng hay là cái sự gì huyền bí từ đình này không chú? Cái này thì báo với cháu rằng cái này là do nơi cái đức tin của mình. Của mình à, bởi vì hữu thành tất là hữu thành. Dạ. À, nếu mình tin tưởng rằng dạ. Đây là một vị thần linh thiêng theo dạ. cái ý của mình, theo dạ. sự nghĩ của mình dạ. thì nó có cái linh thiêng. Dạ, còn nếu dạ. mình không nghĩ rằng không linh thì đó là tại mình thôi. Dạ. Nhưng mà ở đây thì phải nói với cháu rằng là tôi làm hương cả đình này thì là dạ. tính ra là 50 mấy năm đó rồi. Dạ, dạ, thì có nghĩa là những cái gì tôi muốn làm việc đó thì tự nhiên cái sự may mắn sẽ đưa đến cho tôi. Dạ. Sợ thành đạt. Dạ, như là bề trên cũng ứng dụng cho mình. Dạ. Dạ. Thì như hàng năm ở đây là con thấy như là có những gian hàng như là buôn bán. Thì hàng năm mình ở đây có những sự kiện nào khác không chú? Giống như là người ta lên xuống hay là người ta có giải căn gì không? Sao? Thì là ở đây hàng năm có những người ta giải căn gì đây không chú? Hay là giải xăng là sao? Dạ, giải căn đó. Xăng hả? Dạ, giải căn giống như là lên xuống gì đó. Không có, không có. Thì dạ, vậy là ở đây không có những không có, ở đây đó. Thì nói đặc biệt hơn là chú trọng ở vấn đề là tâm linh. Dạ, tâm linh. Nhưng tâm linh thì nói gắn liền với cái đức tin của mình. Dạ. Tôi còn nói cái vấn đề mà như phần như là ông lên bà xuống nói như dạ, đi. Dạ. À, cái đó thì là như khác không có. Dạ. Không nhận được điều đó. Dạ. Bây giờ chú có thể dẫn một vòng và dạ, tham quan giới thiệu. Rồi, cái nói gì? Dạ. Đi đâu? Thì thôi bây giờ chú dẫn đi đâu chú giới thiệu con ở đó đi. Cho bao nhiêu dạ, là chánh ở đây. Chánh cái người đây là gọi nói nôm na là đó là bằng thần. Bằng thần. Đó có cái chi thần đó. Dạ, chi thần. Là đó là chữ nho hay là chữ nho. Dạ. Rất là trang nghiêm luôn quý vị. Rất là trang nghiêm. Thì ở đây con cũng lần đầu đến với Tinh Thành. Cho đâu? Dạ, con ở Kiên Giang. Dạ. 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 Bên đây là tả ba. Dạ, bên đây là tả ban. Tả ban. Thì ở đó thấy con thấy chữ cũng có chữ nho nên là chữ đó là chữ là tả ban nó bị dạ, tả ban. Dạ, cũng là chữ nho. Dạ, là tả ban. Dạ. Dạ. Còn bên đây chú. Bên đây là hậu hiền. Dạ, hậu hiền. Dạ, hậu hiền này có ý nghĩa như thế hậu nào? Hậu hiền có nghĩa là những cái người này là nối sau trước bên dạ. Gọi là đây là những cái đi sau. Dạ.
những người, cái người đi trước là nằm bệnh, những người đi xa là bên đây, nghĩa là những người đi trước là khai cảnh, và những người đi sau là tiếp nối để mình tiếp nối theo. Dạ, con thấy ở trên cái bức tranh đó, chú nói ý nghĩa gì bức tranh đó con hả? Dạ, con đó thì để đó là Lạc Long Quân vào cơ đó. Dạ, Lạc Long Quân vào cơ. Dạ, đó, dạ, dạ. Cam trứng ở đây, trăm người con, mình chia ra, người lên đo 50, xuống núi, xuống núi là 10 đó. Dạ, dạ rồi, dạ, cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn quý vị ơi. Hôm nay được đến Đình Thần Tân Mỹ, dạ, được chú giới thiệu cho Đình Thần rất là chi tiết. Đây là hữu bên đó là cả ba, bên đây là hữu, bên đây là hữu ban nè. Dạ, và hữu ban này có ý nghĩa như thế nào ở trong Đình Thần? Có nghĩa là những cái vị thần này là theo khò tá hai bên, dạ, bên tả bên hữu. Dạ, bên tả hữu. Bên tả hữu. Bên đó là bên tả bên hữu. Dạ, dạ, rất là. Đây là hữu ban từ hiền, tôi nói như là nó nói giáp lại đó. Dạ, dạ. Bà nói là hữu hiền, bà là có nghĩa là cái gì này là khai khẩn cái đình. Dạ, khai mở mang. Dạ. Nên bên sau khi mà ông mất rồi. Dạ. Thì ông mình bởi là ông tiếp nói. Dạ. Gọi đó là hậu huyền. Dạ. Thôi. Một mấy bạn đây là bằng nhạc bộ với lễ bộ. Nhạc bộ lễ bộ. Nhạc bộ là nhạc rồi, đánh đến nhạc rồi đó. À, nhạc. Trong nhạc rồi đó. Còn lễ bộ là đi học tập lễ rồi đi đó. À, theo cái nghi thức cổ truyền cúng á. Dạ. Dạ thưa chú, dạ, theo như con thấy á, con đi đâu cũng vậy, con thấy như là trên con hạc hay là trên một vật gì đó là đều có ông quy ở dưới là sao chú? Bởi vì cái này thì nó theo cái tục lệ hồi xưa. Dạ, theo hồi xưa. Có nghĩa là hàng năm như vậy là Đức Ngọc Đế có mở một cái hội thi. Dạ. Trong các cái loài chim. Dạ. Mà những loài chim nào cũng được, nó đến cái thời kỳ nó phải về để dân chầu á, chầu quà hết đó. Dạ. Đó, nhưng mà cái ông Hạc này thì ông dở. ông dở hơn thử là ông đến kỳ thi mà ông chốt không đi. Bị ông dở, ông biết ông dở. Đó rồi Hạc này nó đi lên lầm lũi tới kỳ thi mà vẫn lầm lũi đi tiếp cái băng. Rồi đi mới gặp rùa nó nói tại sao mà đến kỳ thi mà nó anh đi. Nó nói rằng là bị Hạc nó đang bị tôi cái giọng tôi xấu đó, là cái trình độ chân văn hóa tôi không có, tôi nói ra nó không thành bài, thành tử là tôi không thi. Thế là con Nguy rùa đó nó thôi anh đi anh nữa lên trên chầu Ngọc Hoàng, anh đứng trên cái mê của tôi nè, tôi nói sao anh nó vậy đó. Thì bắt đầu lên thì đó là cái hạng đầu. Dạ, từ đó là có cái tích thấy ra mới có cái hiệu tích là con hạ cái đứa con Quy là vậy. Dạ, dạ. Cũng rất là kỳ bí luôn quý vị. Về câu chuyện về con hạc đứng trên lưng của ông Quy. Dạ thưa chú, như là chú có vài mẫu chuyện hay là có những cái từ lúc mà chú cô định ở đây đó, chú có những mẫu chuyện nào giống như là nó ly kỳ về ở định này không chú? Cái này thì sự thật đó, như chú đã nói với cháu nãy đó. Dạ. Cái này là do cái đức tin của mình thôi, chứ còn cái nói ra thì nó cũng khó để mà diễn khó mà để mà diễn tả. Dạ. Cái như tôi nói nãy đó là có nghĩa là cái đình tôi làm như vậy là trong cái thời gian là năm thời gian thì tính ra là 55 năm rồi. Dạ. Nhưng cái điều nào tôi muốn làm gì làm chuyện đó. Dạ. Thì tự nhiên cái sự đó là cũng như là có một cái động cơ của một gì khúc mặt nào đó. Dạ. Hỗ trợ cho tôi thành đạt được cái này. Dạ. Dạ. Thì đó là cái vấn đề mà tôi đặt trọn một cái niềm tin là vậy.
chứ còn cái vấn đề mà nói là tôi thấy ổng mà tôi không thấy. Yeah. Sự thật vậy. Nhưng yeah. mà nói gì cái đứng tin có cái phần như là một cái làn điển quang nào đó giúp cho mình để mà mình làm được cái này đó. Thôi bây giờ mình đi ra đằng trước ha chú. Rồi, dạ còn đằng trước. Thì ở đây có bộ binh này là sao chú? Dạ. Cái nhà bộ dàn giáo này là cái này thì theo xưa. Dạ. Xưa cái này chứ đồ dương giáo này gọi nó là thập bát bang thập bát bang do nghệ. Tức là thập bát bây giờ tức là 18 món khí. Hồi xưa mấy ông hồi xưa đó người ta ra trận người ta dùng cái này để ta đánh giặc. Chứ không phải là dùng như bây giờ mình dùng súng ống, không phải vậy. Hồi xưa là cái vậy. Thấy ra cái này là gọi là đó là đồ lỡ lỡ bộ. Hồi xưa là quân giặc là vậy, cái dương khí này rồi nó trụ sung một lần nữa nói cho cháu hiểu rõ là thì gọi nó là thập bát ba nhân nghệ tức là 18 món khí. Thì ở đây như là ở chỗ Đình Miễu thì cũng có những chuyện thì ít ai biết đến, hôm nay chú chia sẻ về những chuyện đó thì rất là quý, cũng để cho cô bác như là không đi được không đến được cũng chưa có biết thì cũng như là được biết nhiều hơn. Đương kim hoàng đế. Cũng như là nói đúng hơn là cũng như là thời Dương Vua Hùng. Dạ, thời được Vua Hùng. Dạ. Sau này thì lúc thời kỳ này thì có thờ để từ hình hình của bác. Dạ. Là thời kỳ trước là của Vua Hùng. Dạ, tới thời kỳ này là có tượng của bác Hồ. Của Hồ. Dạ. Sân khấu này là khi nào mình mới triển khai là mình hát hay chú? Sân khấu này thì như nói với cháu nãy là bắt đầu đêm 19 là ngày mai. Là đêm 19 đêm mai đó. Đêm mai thì ở đây thì có dân nghệ. Dân nghệ tài tử đó. Dạ, đó rồi khuya lại. Thưa lại là cúng thầy dầu. Thầy dầu hát gọi là hát đại đại hát bài đội. Bài đội trong đó gồm nó là tứ thiên dương rồi điềm hương điềm hoa rồi bát tiên gì đó. Dạ, dân. Dạ. Đó là hát bài đội qua hát bài đội sáng ngày trưa lại 30 đó. Dạ. Là mới là hát sang. Dạ. Vì là trong quá trình buổi lễ mình diễn ra là thâu đêm luôn hả chú? Suốt đêm luôn. Dạ, suốt đêm và qua ngày hôm sau. Qua hôm sau cũng vậy à. Dạ, cũng vậy. Nghĩa là liên tục là hai đêm. Dạ, liên tục là hai đêm. Chỉ có cái ngày thứ ba là ngày 21 là 3 giờ là chúng tóc khách rồi. Rồi chắc đó. Dạ, thì vừa qua chú cũng đã chia sẻ về tinh thần đánh Mỹ. Thì con cũng xin thay mặt cô bác đằng xa cũng cảm ơn chú rất là nhiều. Dạ, bây giờ con cũng xin trả lại cái khoảng không gian tự do cho chú để như là chú cũng sắp xếp cho buổi lễ. Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều. Dạ, con cảm ơn chú. Dạ. Vừa qua thì chú ở trong ban đó thì cũng đã chia sẻ về tinh thần đánh Mỹ rất là cảm kẽ, nhưng mà trong quá trình chú chia sẻ thì có phần hơi dấp là do chú đang bệnh, thì cũng mong quý cô bác gần bỏ qua cho. Thì hiện tại là ở đình thì cũng chưa có được đông nha quý vị, bởi vì ngày mai là thỉnh sắc, là mình nghe nói là 3 giờ ngày mai là thỉnh sắc, cũng như là đi một vòng ở trong khu vực đình, là tối lại là ngày 19 là mới có giao lưu cũng như là văn nghệ hát bội. Còn bây giờ thì chỉ là mọi người tập hợp lại đây như là đông vui, chứ cũng chưa có gì là vào chờ chánh lễ. Như là mọi người đồng lại đây vui chơi và xem qua phong cảnh cũng như là tinh thần Tháng Mỹ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
Ờ, đây có game nè quý vị ơi. Cái game gì đây mà mấy em bé này quánh quá trời quánh này. Bên đây có gấp thú này quý vị. Thì mình không có chuyên về những thể loại này thì mình xin thua quý vị ơi. Ở phía trước này có hai con rồng rất là đẹp nè quý vị. Là ở đây có một cái bảng. Ở đây là có một cái bảng là nói về di tích kiến trúc nghệ thuật và lịch sử cách mạng Đình Thành Tân Mỹ ở ấp Thắng Thạnh, xã Tân Mỹ, huyện Chợ Mới, An Giang được xếp hạng. Thì vừa qua mình cũng như một chồng ở Đình Thành Tân Mỹ, thì hiện tại là chỉ là như là hai bên xung quanh Đình Thành là chỉ có bán đồ ăn rồi vui chơi như quần áo và các gian hàng. Và bên trong Đình Thành Tân Mỹ thì chưa có làm lễ, chỉ là mới sửa soạn và ngày mai là chánh lễ. Ở phía trước này có một cái sân thương rất là lớn quý vị, và hai bên là có hai cái miếu. Hôm nay là mình không biết nó như thế nào quý vị ơi, thì quý vị nào biết thì mình bình luận nha. Ở hai bên đây và bên đây thì ở phía trước này mình thấy có nguyên hàng kiểu nè quý vị. Ở đây không biết hàng kiểu này để làm gì đây, không biết là kiểu hay là cái gì, mình cũng không rành. Thì ở đây mình thấy ở đây có 7 cái kiểu này, không biết kiểu hay là cái gì, thì quý vị nào biết là quý vị bình luận cùng em nha. Bình luận giùm đi, tại đây là lần đầu tiên mình đến Đình Thành Tân Mỹ, mình không biết đây là cái gì nha quý vị. Thì có chỗ nào sai sót thì mong quý vị cũng thông cảm bỏ qua cho nha.